Bây giờ thì cũng chưa biết con cho màu sẽ ngồi đâu nha mọi người. Cũng chưa biết nó ngồi đâu. Thì bây giờ thì sẽ phải đợi cho mọi người. Trên kia nha mọi người, trên kia thì cũng khá là nhiều mọi người. Thì cũng chưa biết nó sẽ ngủ ở đâu. Thì mọi người cùng theo dõi nhá, để tí bốn anh em mình có bay được tới nhau nhá mọi người. Phải theo dõi, phải xem video hết thì mới biết là thế nào nhá. Có từ thì mình đi tìm đấy. Một cái bổ này. Cái này. Các khế là chơi cho. Hello mọi người nhá. Tối nay thì cũng đã săn được con chim ngủ nha mọi người.
Thì bây giờ thì hai giờ nha mọi người, 2 giờ sáng thì sẽ đi đập lưới nha mọi người. Chuyện cũ luôn nha mọi người. Giờ thì sẽ lên trên. Hai anh thì nó đã lên trên trước giờ. Thì còn mình thì với lên sau thôi. Mọi người cùng theo dõi xem thử hôm nay có kết quả gì không nhá. Được mà mấy con nha mọi người. Bây giờ thì cũng đã đặt được một cái lưới rồi mọi người nhé. Còn 2 cái nữa mới xong. Bây giờ thì chỉ được 1 cái thôi. Tiếp tục đi đặt cái bên dưới kia. Cái này thì cũng đã được rồi. Cũng khá là công vậy. Tiếp tục đặt bên dưới nha. Bây giờ thì cũng đã đạp lưới xong rồi nha. Đạp xong 3 cái lưới rồi. Thì bây giờ thì sẽ lên trên kia để tí sáng tìm đội về thôi nha mọi người. Tiếp tục lên trên thôi. Ôi, thật là
nó ở đây. Nó nói nó còn không? Nó nói nó còn không? Nó sẽ chát xong rồi, chát xong rồi. Nó nói nó, nhìn tổng nó. Cái gì nó này có? Nhìn nó, thấy nó nhá của dây. Chát xong tôi, thấy nó nhìn này. Chát xong tôi. Mọi người bây giờ thì chuẩn bị lên đường thôi nha. Trời cũng sáng rồi kìa. Bây giờ thì trời cũng sáng rồi. Thì chuẩn bị đi thôi. Bắt đầu thôi. Lên đường thôi mọi người. Trên cây cầu mọi người. Xem thì kết quả thế nào nha mọi người. Đừng mấy chục con nha. Chuẩn bị đó. Nó ngủ ở dưới này mọi người nhỉ. Nó ngủ ở khu này. Thì bây giờ thì ba anh em mình sẽ đội đi dưới kia. Cái lưới của mình đây. Đó. Cái lưới của ba anh em mình đây nhá. Cũng khá là gần đây thôi. Đó, đây thôi nha mọi người. Hello. Bị đây. Thì chắc thì bây giờ thì mình quay không được cho mọi người xem đâu. Thì xuống dưới kia. Thì mình mới đi quay cho mọi người xem nhé. Để có được mấy con mọi người. Ok nhá. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi rồi. Không được mọi người. Mấy con thôi. Được mấy con. Chắc nhờn rồi mọi người. Đi không đúng chỗ rồi. Không biết nó là. Chắc nó ngủ trên này. Không đúng chỗ. Cũng được mấy con à. Xem thử được mấy con này mọi người. Xem thử được mấy con không. Cũng được mấy con mọi người được tận 30 con mọi người, chắc được 30 con thôi. Vẫn còn nha mọi người, còn chết kìa. Rồi, con ạ. Thêm một con nữa.
Chào chào.